Vào chiều ngày hôm qua, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và đến kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho các công trình trọng điểm. Theo đó, bằng nguồn ngân sách, thành phố đã đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện như công trình cầu Tây Đô, công trình xây dựng đường tỉnh 918, dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Bị Khánh, khu tái định cư Phong Điền, nhân dân, và giao cho ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay có một số công trình đã được triển khai và huyện đã thực hiện một số công việc như đo đạc, kiểm kê, áp giá, bồi hoàn và thành phố cũng đã phê duyệt kinh phí cho công tác này. Tuy nhiên, khó khăn vướng mắc hiện nay, nhiều trường hợp bà con khiếu nại giá đất bồi thường và chính sách tái định cư và việc xác minh nguồn gốc nhà đang gặp khó do không liên lạc được với chủ đất. Do đó, huyện cũng kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét có chủ trương giải quyết chính sách mua nền tái định cư cho hộ gia đình bị ảnh hưởng hết phần đất, điều chỉnh nguồn vốn để đảm bảo kinh phí chi trả. Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến từ các ngành và huyện Phong Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của các dự án đang triển khai trên địa bàn, phát triển giao thương, phục vụ cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân. Do đó tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động đối với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tạo được sự đồng thuận, khẩn trương hoàn tất việc đo đạc, kiểm kê, áp giá và xác minh nguồn gốc đất đối với các hộ có liên quan để sớm trình thành phố phê duyệt.